hành trình mái ấm Việt đã và đang lan tỏa nhiều hơn những giá trị nhân văn, thắp lên niềm tin và hy vọng ước mơ về những ngôi nhà kiên cố, xoa dịu phần nào nỗi nhọc nhằn, mưu sinh vất vả. Và câu chuyện về hoàn cảnh của nhân vật trong số phát sóng kỳ này của chương trình cũng lắm những nỗi niềm. Không ngủ được nữa, mơ ước là bàn giao rồi coi sao đặng vợ chồng nó yên tâm một chút xíu. Đó. Được như vậy là rất là mừng rồi, mưa gió gì cũng không sợ nữa. Đó. Chứ mỗi lần thì cái nền nhà dưới đó, thì nước chảy vô, chảy thẳng vô nhà luôn. Nó bây giờ thì lên cao gì là rất là khỏe rồi, rất là an tâm luôn, và ngủ cũng khỏi sợ hồi hộp nữa, không có sợ mưa gió. Mỗi lần mưa gió là mệt dữ lắm, phải thức sáng đêm. Mình mừng quá rồi, không biết làm sao. Thấu hiểu được tâm nguyện và hoàn cảnh gia đình nhân vật, mái ấm Việt đã hiện thực hóa ước mơ về một ngôi nhà vững chãi, giúp họ có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục vươn lên, thoát khỏi cảnh thiếu trước hụt sau. Minh Lâm kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Mái ấm Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, hiện tại tôi đang có mặt tại gia đình của chú Tô Phước Thịnh ở ấp Thành An, xã Thành Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nhân vật của chương trình Mái ấm Việt. Và ngày hôm nay, trước khi đến với lễ bàn giao nhà mới cho gia đình của chú Thịnh, chúng ta cùng gặp gỡ MC Phú Khánh để nhìn lại hoàn cảnh của gia đình chú. Không những là một hộ gia đình khó khăn, vợ chồng nhân vật Tô Phước Thịnh, sinh năm 1962, ngụ ấp Thành An, xã Thành Bình, huyện Tân Biên, còn là một trong những hoàn cảnh cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Ông Thịnh không may mắn khi mắc căn bệnh ung thư xương quái ác, đeo bám hành hạ, và dường như đã bào mòn đi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người đàn ông trụ cột, khiến cho bao ước mơ hoài bão dở dang, khiến ông cảm thấy mình trở thành gánh nặng của gia đình. Khi đôi vai vững chãi nhất đã gần như sụp đổ, nhưng với tình yêu thương vô bờ, vợ ông, người phụ nữ này luôn đồng hành và thay chồng gánh lấy ngôi nhà thiếu trước hụt sau, đảm đương phần việc mưu sinh, nuôi sống gia đình. Thì gia đình của chú Tô Phước Thịnh thì cũng gia đình khó khăn. Thì trong thời gian qua thì xã cũng vận động hỗ trợ gia đình, nhưng mà thì hiện nay gia đình chú thì cũng khó khăn nhà ở. Chương trình này cũng mong các nhà tài trợ để tạo cho cô chú có căn nhà để an cư lạc nghiệp, làm để làm ăn phát triển kinh tế của gia đình. Thì trong thời gian qua, ủy ban xã cũng có vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chú. Thì trong chương trình này cũng mong chú có được căn nhà để che mưa che nắng, để an tâm, để làm ăn vươn lên thoát nghèo. Khi bệnh tật và cái nghèo đeo bám dai dẳng, thì ước mơ về ngôi nhà khang trang, đỡ phần thiếu hụt là viễn cảnh mà vợ chồng ông Thịnh tưởng chừng thôi hy vọng. Kính thưa quý vị, người ta thường nói dưới một mái ấm gia đình là tất cả sự tin yêu và sự yêu thương dành cho nhau. Và lúc nãy thì quý vị khán giả cũng đã phần nào cảm nhận được sự hạnh phúc cũng như sự xúc động của gia đình chú Tô Phước Thịnh trong ngày dựng căn nhà mới. Và có lẽ ngày hôm nay thì Phú Khánh cùng với chị Thanh Tâm, đại diện cho tập đoàn Hùng Duy, sẽ kính mời quý vị khán giả cùng đến thăm nhà chú Tô Phước Thịnh để cùng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của. Con làm với cô chị Tâm. Chị Tâm qua đây đi. Dạ.
Dạ cô ơi, kìa, hôm nay thì chương trình Mái Ấm Việt đến đây cũng xin phép được hỏi thăm về hoàn cảnh của cô chú. Chú cũng đã bị bệnh nhiều năm rồi đúng không cô? Dạ. Là lúc đó là sao mà mình phát hiện, để mà mình đi khám bệnh và phát hiện ra cái bệnh mình bị ung thư? Ông đi không được, ngủ thức gì ông đi không được. Cái ông nói nhất quá nhất cái thím nhau mượn người ta chở đi lên bệnh viện Tân Biên á. Dạ. Rồi bệnh viện Tân Biên để nói đi xuống Tây Ninh. Tây Ninh cái người ta làm giấy xong rồi người ta biểu đi về bệnh viện Chợ Rẫy á. Dạ. Chụp hình này kia nọ, người ta nói ông bị ung thư xương. Năm đó là năm cách đây bao nhiêu năm cô? Không biết nhiều năm nữa. Cũng lâu rồi. Lâu rồi. Dạ. Rồi lúc mà nghe cái tin chú bị ung thư xương vậy thì lúc đó cô cảm thấy như thế nào? Thì mình không tiền thì mình cũng gầu lo, rồi cái người này cho vài trăm, người kia cho vài trăm vậy, cái mua thuốc này kia nọ uống, rồi cái mình nấu thuốc nam, ta chỉ thuốc nam, ta chỉ cái gì mình nấu nấy, ta chỉ gì mình nấu nấy vậy đó. Rồi cho ông uống, cái uống từ từ, cái ngồi cái xây ngang qua, ông đau bao tử. Dạ. Kiểu nóng quá, đau bao tử, ngừng vài tháng, cái nấu uống cho lần nữa vậy. Vậy là cây từ đầu khi mà phát hiện ra chú bị bệnh là mình chưa có điều trị ngày nào hết? Chỉ là ở dưới đưa thuốc uống thôi. Dạ. Rồi về cái mình không tiền mình đi nữa, cái thì người ta chỉ thuốc nam thì mình nấu thuốc nam uống hoài vậy. Con thấy là hình như là trời nắng nóng quá là cô chú che cái che này đỡ nóng, che cái miếng này cho đỡ hắt nắng xuống. Dạ. Lúc mà mưa giông như vậy á, thì có bị dột hay như thế nào không cô? Dột thì nó không có dột, mà sợ nó sập dở nguyên máy nữa. Năm đó nó dở nguyên một miếng tôn nữa. Dập mà mình đó lúc mình ướt hết trơn. Kiểu có mình má cắt mình không biết á, mình mua cây nó còn hơn tư, mình đóng đinh á. Đó. Cây nó lâu quá, nó cũng mục rồi. Bây giờ cây nó mục. Sợ dữ lắm. Nó nhóm đinh lên. Mưa là sợ, mưa là sợ đâu có dám ngủ đâu. Ngồi bài. Ngồi lát nằm xuống. Xuống ngày đêm ngồi vậy nữa, khi nào hết mưa mới dám ngủ. Trong căn nhà tối tăm ợp ẹp, bên ngoài là vách lá tạm bợ, bên trong cột kẹo đã nghiêng xiêu bối mọt. Vợ chồng ông Thịnh vẫn bám níu nhau, nương tựa nhau để sống. Đó là thứ tài sản quý giá nhất trong ngôi nhà mà cả đời ông bà tích góp suốt thời gian qua. Vậy thì gọi là để mà sửa một cái nhà nó như thế này mà với cái thu nhập của gia đình như vậy thì chắc là khó lắm đúng không cô? Dạ. Yeah. Có bây giờ mà cô nghĩ là làm thế nào để mà mình sửa cho nó chắc chắn cái nhà hơn không cô? Bây giờ suy nghĩ là mình không có tiền, không biết suy nghĩ như sao mà mình mua đồ mình sửa được cái mái nhà được. Làm thì ngày nào thì ăn cái ngày nấy. Có khi nào mình suy nghĩ về cái số phận, về cái cuộc đời của mình nghĩ tại sao mà nó khó khăn như vậy và tại sao lại là mình không? Thì cũng suy nghĩ vậy mà nó không suy nghĩ hoài, cũng thêm nhức cái đầu nữa. Thôi cãi đi. Thì ông trời ông không dỡ nóc nhà thì mình còn được ở, ông dỡ thì thôi mình khỏi ở, mình cắt cái chòi để mình ở. Tuy là mấy nhà của mình nó không là lặng nhưng mà con cảm thấy rất là ngưỡng mộ cô chú, bởi vì dưới cái mái nhà không lành lặn đó là cả một cái tình cảm gia đình rất là trọn vẹn. Cô chú đã đồng hành cùng với nhau trong cái giai đoạn gọi là cần nhau nhất, khó khăn nhất. Chú bệnh như thế nhưng mà lúc nào cũng có cô bên cạnh và đồng hành để mình có thêm được một cái nghị lực sống. Thì ngày hôm nay chương trình Mái Ấm Việt đến đây cũng sẽ gọi là đồng hành và tiếp sức cho cô chú bằng một cái, con nghĩ là ước mơ trở thành hiện thực đối với cô. Có lẽ là một cái căn nhà mới thì sẽ là một cái niềm vui, một cái động lực, một cái sức mạnh tiếp sức cho cô chú. Được vậy thì cảm ơn chương trình với mấy cô, mấy chú. Cũng rất cảm ơn mới có được cái nhà. Ngôi nhà của mình là sẽ thay đổi. Dạ. Sẽ là một cái mái nhà mới ấm cúng hơn, chắc chắn hơn, trọn vẹn hơn. Không có lo là khi mà trời mưa trời gió ngồi ở trong nhà
hai vợ chồng phải lo sợ là mái nhà nó sẽ tóc đi bất kỳ lúc nào. Yeah. Không còn lo sợ là ông trời không có cho mình ở nữa. Yeah. Thì mình phải chấp nhận số phận thôi. Mà nó sẽ là một cái trang mới, một cái hành trình mới. Yeah. Vậy là ước mơ, niềm trăn trở của vợ chồng nhân vật Tô Phước Thịnh đã thành hiện thực. Với sự giúp đỡ và giúp sức từ chương trình Mái Ấm Việt. Ngôi nhà cũ thay bình, những viên gạch mới chắc chắn được đắp xây, như ước mơ của vợ chồng ông Thịnh được hiện thực hóa tiếp bước. Rồi đây, tương lai một ngôi nhà mới hoàn thiện sẽ đủ để che chắn nắng mưa, không còn cảnh thức trắng đêm vì sợ trời mưa dột. Cũng thôi cảnh nóng đổ lửa của trời Tây Ninh những tháng nắng hạn. Chỉ có một mái nhà kiên cố vững vàng và tình cảm gia đình mạnh liệt. Trong 30 năm hành trình chia sẻ cuộc sống của tập đoàn Hùng Di đã đến với những hoàn cảnh khó khăn và đã mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau. Và khi đến với gia đình của chú Tô Phước Thịnh, chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn trong chính ngôi nhà của cô chú cùng với sự xúc động bởi tình cảm yêu thương và chia sẻ của cô chú. Và hôm nay tập đoàn Hùng Di xin gửi tặng ngôi nhà mang tên Mái Ấm Việt cho cô chú, với hy vọng với ngôi nhà mới cô chú có thêm động lực để sống vui, sống khỏe và vượt qua những khó khăn trong thời gian sắp tới. Và bước đầu thì tạo được cái nền tảng cho gia đình có được cái mái ấm, coi như an cư lạc nghiệp. Vậy là trong niềm hân hoan và háo hức bấy lâu, ngôi nhà mới đã đem lại niềm tin cho vợ chồng nhân vật Tô Phước Thịnh. Ngôi nhà như món quà sẻ chia những khó khăn, thắp lên niềm tin mới về cuộc sống tương lai của vợ chồng ông. Trong căn nhà mới, vợ ông đã khó kìm lấy cảm xúc của mình. Vui mừng quá, mình không có biết cái không biết lời nào nói nữa. Sắp có nhà để lâu nao đúng không? Dạ, lâu nao chờ được có cái nhà ở che mưa che nắng nha. Ông muốn nói và ông nói mình được có cái nhà ở mà mình quá mừng luôn, không có sợ ngập nước nữa. Quý khán giả thân mến, một ngôi nhà mới nữa lại mọc lên với rất nhiều những cảm xúc vỡ òa khác nhau. Và hy vọng rằng chương trình Mái Ấm Việt sẽ đem đến nhiều cảm xúc như vậy đến những gia đình với những hoàn cảnh khó khăn còn lại. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Mái Ấm Việt cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nối tiếp hành trình Mái Ấm Việt lan tỏa những giá trị sẻ chia và yêu thương. Số phát sóng tiếp theo kính mời quý vị khán giả đến với ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu để thấu hiểu và sẻ chia hoàn cảnh của hai bà cháu, bà Nguyễn Thị Trương, sinh năm 1950. Câu chuyện về hoàn cảnh gia đình nhân vật Nguyễn Thị Trương và ước mơ về ngôi nhà che chở nắng mưa cho hai bà cháu sẽ là nội dung phát sóng trong chương trình Mái Ấm Việt kỳ 4.